Thời gian truy đuổi. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể đến gần cô. Cô thật sự là một mục tiêu nhìn thấy nhưng mà không với tới được. Tôi không thể nhìn thấu, cũng không theo đuổi được, thì ngồi xuống bật khóc. Yêu em như yêu tính mạng mình, của Vương Tiểu Ba. Âm nhạc không ngừng, em nóng lòng muốn ôm anh vào lòng. Hãy nằm trong vòng tay của em. Hóa ra là thầy giáo. Cô Tô này, cảm ơn cô nha. Nếu không có cô thì tôi sẽ không biết thành tích môn toán của Nam ca tử tệ như thế. Là vì em ấy bẩm sinh phản ứng chậm, trí nhớ kém. Nếu như không nhớ các công thức toán thì cũng không biết làm thế nào để vận dụng. Trên thế gian không có hai chiếc lá giống nhau, huống chi là người. Vì thế đây là lý do mà nhà trường yêu cầu giáo viên chúng ta dạy theo năng khiếu của học sinh, dựa vào mỗi đặc điểm của học sinh để đặt ra phương án dạy phù hợp với các em. Tôi hiểu rồi. Cũng giống như tình yêu, có người vừa gặp đã yêu, có người lại chỉ có thể từ từ nảy sinh tình cảm. Cách so sánh này của anh cũng không tính là sai. Tôi vừa gặp đã yêu môn toán học. Cô Tô à, chắc cô cũng thế với môn tiếng Anh phải không? Tôi hả? Với môn tiếng Anh tôi không phải kiểu vừa gặp đã yêu, nên gọi là có mai mối đấy. Có mai mối? Ừ. Thế có nghĩa là gì? Không quan trọng nữa rồi. Dù sao bây giờ tôi cũng rất thích công việc này. Tôi cũng hy vọng học sinh của tôi trong tiết học tiếng Anh của tôi tìm thấy được niềm vui, chứ không phải chỉ vì đối phó với việc thi cử. Tôi phải suy nghĩ lại cách dạy học của tôi rồi. Suy nghĩ lại đúng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cần phải tìm một cách thức dạy học phù hợp với học sinh. Cô nói đúng lắm. Có vẻ như tôi đã nghĩ ra phương pháp rồi. Phương pháp gì? Dựa vào cái gì mà hai người không cho phép ca tử tham gia hoạt động ngoại khóa hôm nay? Hoạt động ngoại khóa chẳng phải vào buổi chiều sao? Đổi thành buổi sáng rồi. Nhưng anh có nói với tôi đâu. Chẳng phải cô nói là một giáo viên chủ nhiệm tôi cần phải ra giáng sao? Có mỗi chuyện này cũng cần phải báo cô à? Nếu như anh nói với tôi thời gian hoạt động ngoại khóa đổi thành buổi chiều thành sáng, thì sáng nay tôi đã không gặp ca tử rồi. Tôi không có tranh luận với cô về chuyện đổi thời gian hay không. Là cô không được tranh thủ thời gian cuối tuần của học sinh để dạy bù cho em ấy. Đừng nói là một buổi sáng, một phút cũng không được. Chúng tôi không tìm em ấy dạy bù chỉ là... Anh im miệng ngay đi. Đồng lõa, cứ coi như dạy bù cho học sinh thì sao hả? Giúp em ấy nâng cao thành tích chắc chắn sẽ tốt hơn và quan trọng hơn việc anh đưa các em ấy đi nghe chim kêu. Con người cô tại sao nói chuyện không có chút trình độ gì? Cái gì gọi là nghe chim kêu? Đây là lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Chim ngày nào cũng hót, thiên nhiên ngày nào cũng có âm thanh. Cần gì phải lãng phí cả một tiết học ngoại khóa như thế? Hai người đó sao vậy? Cãi nhau. Tới phòng thu âm, có thể tham quan học viện mỹ thuật đó, có gì là xấu đâu. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề. Sao tôi lại có thể nghĩ là bản thân mình sẽ rung động với kiểu người con gái có bộ não không thể xoay chuyển được giống quả tạ chứ? Nè, nói gì vậy? Rung động cái gì? Tôi không cần biết trước đây anh đào hoa như thế nào, cũng không quan tâm mục đích anh chọc ghẹo tôi là gì. Tôi nói cho anh biết hướng đông nam. Tôi không giống các cô gái khác đâu. Với tôi, anh đừng có nói là trồng hoa anh đào. Anh cứ thử đụng vào đất thử xem. Tôi sẽ khiến cho anh cả đời không thể nở hoa đấy. Cái gì treo ghẹo, cái gì hoa đào, cái gì mà rung động. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đi thôi, đừng nói chuyện với người tự cao tự đại, lãng phí thời gian. Tôi đã trêu ghẹo cô cái gì chứ? Tôi thà trêu ghẹo Trần Lục Tam cũng không bao giờ trêu ghẹo cô. Đi mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Thật đúng là tức chết được. Cái gì mà rung động, cái gì mà ánh mắt, tất cả đều là giả. Anh còn đứng đó làm gì? Đi về nha. Những lời anh nói đều là thật sao? Ừ. Chúng tôi đều nghĩ rằng không hề thay đổi thời gian hoạt động ngoại khóa, vẫn là buổi chiều, vì thế sáng nay mới đi tìm Nam ca tử. Như thế sẽ không cản trở em ấy tham gia hoạt động ngoại khóa. Hai người không dạy kèm tìm tới nhà em ấy làm gì? Chỉ muốn nói chuyện với em ấy, phân tích một chút tại sao thành tích môn toán của em ấy lại kém như vậy. Cô Tô nói với tôi, với học sinh cần phải mặt đối mặt mới có thể hiểu được, không thể nào chỉ dựa vào tài liệu học sinh. Cô ấy hay thật, đã biết vừa học được sẽ áp dụng ngay rồi. Mượn lời hay ý đẹp của tôi còn không trả tiền bản quyền. Vì thế anh thật sự đã hiểu lầm cô Tô rồi. Cứ cho là hiểu lầm, cũng không thể tha thứ cho cô ấy. Nói ra những lời như thế, lời nói trong lúc tức giận không được tính đâu. Tôi không quan tâm. Tâm hồn trẻ nhỏ của tôi đã bị tổn thương. Vậy anh còn giận tôi không?
Anh hả? Phải xem tâm trạng của tôi đã. Vậy thì chờ lúc anh không giận tôi nữa thì phiền anh nói với tôi nha. Được, tôi không giận nữa. Nhanh vậy à? Nè, đột nhiên tôi vừa nghĩ ra làm thế nào để giúp anh rồi. Thoải mái hơn nhiều rồi. Không sao rồi đúng không? Không sao. Nằm xuống cảm nhận cuộc sống. Không sao thì tốt rồi. Cái tên hướng đông nam đó, anh ta nói thô bạo, cô đừng để ý tới anh ta. Giận anh ta. Không đáng. Ừ. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Cô nói đi. Thì cô nói cái gì mà trêu ghẹo rồi rung động ấy, có ý nghĩa là gì? Có phải là cô và hướng đông nam? Tôi và hướng đông nam chẳng có chuyện gì cả. Dù cho Tu Kỳ tôi độc thân cả một đời cũng không thể nào thích kiểu người như hướng đông nam, siêu ngốc không ai bằng. Chắc chắn không thể nào. Đây là vấn đề nguyên tắc. Vậy tôi yên tâm rồi. Trời ơi, hôm nay cô tìm tới tôi có chuyện gì? À, xém chút nữa tôi quên mất chuyện quan trọng rồi. Cô xem. Vệ Lai, đối mặt với những lời chế nhạo về việc phát âm tiếng Anh của cô, thì cô có phản hồi gì không? Không chỉ mỗi thỏ mà rùa cũng có thể tới đích. Tôi thừa nhận tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng tôi đang không ngừng nỗ lực học tập, bồi đắp kiến thức cho bản thân. Mời mọi người cùng chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Không tệ. Xem qua là biết về nhà có luyện tập không ít đấy. Cô xem phần bình luận bên dưới này. Phòng dữ liệu của công ty đã giúp tôi thống kê những bình luận chế nhạo tôi từ 90% giảm còn 70% rồi. Vậy chúng ta cùng nhau tiếp tục nỗ lực nào. Phải làm cho 70% này giảm còn 0%. Khả năng không lớn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Tôi tìm cô. Thật ra vẫn còn một chuyện quan trọng hơn. Cô nói đi. Thật ra tôi muốn mời cô và hướng đông nam tới nhà tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật, nhưng mà hai người đã cãi nhau tới mức này. Đừng có nói là cô từ chối tôi đó nha. Sinh nhật của cô mà, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Ngày nào thế? Ngày kia. Được. Chúng ta đi thôi. Tôi đợi bạn cùng bàn đi cùng. Ca Tử, Phí Tư, hai em về trước đi. Thầy Hướng à, chúng em có thể ở lại đây không? Chúng em muốn chờ Doãn Tinh Nghiêu đi cùng. Không được. Thầy giữ các em ấy ở lại có chút chuyện. Hai em về trước đi. Dạ. Ca Tử à, cậu đừng buồn nữa. Thầy Hướng giữ các cậu ấy lại, nói không chừng là phê bình, chứ không phải học kèm gì đâu. Thật thế sao? Có cả Trác Phi Phàm chắc chắn không có chuyện tốt lành. Cũng đúng. Toi rồi, đừng nói là bạn cùng bàn phạm lỗi bị thầy Hướng bắt được. Học kèm. Trời ơi, đợi các cậu ấy về, hỏi xem là biết ngay mà. Chúng ta đi ăn đầu ngâm gừng tí tô đi. Lâu lắm rồi tớ chưa ăn món đó. Được thôi. Cậu nhắc tới làm tớ cũng muốn đi ăn. Em không có cảm hứng, xin lỗi. Em đi trước đây. Em cũng không hứng thú. Nếu như là vì Ca Tử thì sao? Là sao ạ? Theo như thầy biết, ngoài Ca Tử ra, còn có rất nhiều học sinh không thể học thuộc công thức toán, tất nhiên bao gồm cả thầy. Vì thế thầy đã cùng thầy dạy môn toán của các em, thầy Trần Lục Pham, nghiên cứu cả mấy ngày cuối tuần, nghĩ ra một cách, chính là đem công thức toán học kèm theo những lời bài hát. Biết hát rồi, công thức tự động cũng nhớ được thôi. Nhạc và lời, hai thầy đã chuẩn bị xong cả rồi.
Vậy chúng em có thể làm được gì? Thầy muốn đưa sở trường đọc rap của em thêm vào bài hát này, làm cho bài hát này đa dạng hơn. Tinh Nghiêu và Kha Vũ, tôi hy vọng các em có thể giúp tôi điều chỉnh bài hát. Vậy còn em thì sao? Tất nhiên là dàn trống của em rồi. Tôi cần loại tiết tấu như thế này. Thế nào? Các em thấy thế nào? Vì các bạn, em tham gia. Em không có vấn đề. Việc của ca tử chính là việc của em không có vấn đề. Em thì sao? Bắt đầu đi. Thì ra là như thế à? Cô làm gì thế? Tôi muốn lái xe tới nhà vệ lai. Có muốn đi cùng không? Không cần, tôi gọi xe. Chúng ta ngồi cùng một xe đi, không phải anh tiết kiệm được một khoản tiền xe sao? Chút tiền đi xe đó tôi vẫn có, được không? Tôi không có ý đó. Vậy cô có ý gì? Xin lỗi. Xin lỗi. Cô làm gì mà bỗng nhiên nói xin lỗi với tôi? Hôm đó ở bãi đổ xe, tôi không khống chế được cảm xúc của mình, nói những lời không thích hợp. Anh đừng để ý nha. Cô đã nhiệt tình muốn làm tài xế của tôi, vậy thì tôi cũng miễn cưỡng mà đi nhờ xe của cô. Được. Hôm đó là tôi hiểu lầm cô, xin lỗi nha. Vậy đi thôi, chờ chút. Cô cứ như vậy mà đi à? Có vấn đề sao? Mặc dù... Nhưng người bạn mới này của cô dù gì cũng là một nữ minh tinh. Việc ăn mặc cũng phải tùy từng hoàn cảnh. Ăn mặc tùy tiện như thế này không thích hợp cho lắm. Thế sao? Không sao đâu, tôi đưa cô đi mua một bộ. Tôi có mà. Không cần mua. Không phải chứ, cô đừng đổi một bộ trang phục công sở nha. Thế thì thà mặc quần jean còn hơn. Sao mình cứ không tin rằng cô ấy có bộ quần áo đẹp chứ? Bạn học. Đổ đầy, tiếp tục đổ đầy, bất giác tràn đầy miệng cốc. Một chút vị đắng, một chút vị ngọt ngào, khám phá hương vị độc đáo. Khuấy đều, không ngừng khuấy đều. Hơi nóng bốc hơi toàn bộ suy nghĩ nông cạn. 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Tôi mặc thế này được không? Cũng không thể ngăn cản tình yêu thương. Được. Nói không chừng. Được đó, đi thôi. Trời sinh một cặp, hương vị kèm theo vô cùng hoàn mỹ, mới có thể làm cho thế giới trông rất đẹp. Sinh nhật à? Sinh nhật tiểu thư vệ lai của công ty Quang Niên, một nửa giới giải trí đều gửi lời chúc mừng. Đây không phải là váy mình tặng à? Lấy danh nghĩa của vệ lai tặng cho hội từ thiện bảo vệ chó mèo hoang 1 triệu nhân dân tệ. Có thể thấy rằng sinh vật có thời gian đón sinh nhật của người khác mà quên mất chị của mình. Tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở trong nhà, được lắm. Người tình tinh đồng cũ hướng Đông Nam dẫn theo một cô gái bí ẩn xuất hiện trong sinh nhật của vệ lai. Có lẽ người hâm mộ có thể hy vọng rằng sau khi rút khỏi giới giải trí quay lại trường học thì tình cảm của hướng Đông Nam và vệ lai sẽ được nối lại. Evo. Evo. Tôi không đón sinh nhật đâu, tôi biết. Vì thế không định tổ chức sinh nhật cho cô. Vậy đây là cái gì? Lại là Tô Kỳ nói cho anh biết à? Loại bia này rất mạnh.
Nghe nói trong ngày sinh nhật cô sẽ uống. Cô Tô nói cô thích đón sinh nhật một mình. Không phải nói không chuẩn bị tổ chức sinh nhật à? Nhưng mà bia này hình như phải uống cùng nhau. Để tôi. Không cần. Không phải, cô mặc như thế này cẩn thận bị bắn vào đó. Anh mặc cũng không khá hơn gì. Tôi là bị vệ lai hại đó, có được không? Nếu biết trước là ăn lẩu thì tôi mặc cái quần đùi đi dép lê tới rồi. Vậy không phải tôi cũng bị anh hại sao? Nếu không phải vì là anh nói thì tôi có thể mặc không phù hợp như thế này sao? Xin lỗi. Tôi phục vụ cho cô nha. Thật ra thì sinh nhật hay không sinh nhật cũng không sao cả. Chủ yếu là tôi nhân cơ hội này ăn lẩu, không có cảm giác tội lỗi gì cả. Những ngày như hôm nay bắt buộc phải có rượu ngon. Hôm nay hai người gặp may rồi nha. Rượu này là... Ừ, chính là chai đó. Tôi tưởng rằng cô uống hết từ lâu rồi. Quà anh tặng tôi khi tôi thành niên, sao tôi nỡ uống chứ? Nếu không phải hôm nay anh Kỳ của tôi tới đây thì tôi sẽ không lấy ra đâu. Bây giờ có anh Kỳ của cô rồi, tôi cũng phải dạt sang một bên đúng không? Nè, hai người không giống nhau. Anh Kỳ là bạn của tôi, còn anh đang chờ xác định thân phận. Được rồi đó, người anh em, nam nữ bình đẳng. Ai là anh em của anh? Nào, mọi người cạn ly, cạn ly. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Tôi lái xe rồi thì không uống rượu nữa đâu. Tôi tới rồi. Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Anh nói đi. Vì sao cô không đón nhận lời chúc phúc của người thân? Lại là Tô Kỳ nói với anh à? Sao nó cứ mật báo tin tức với anh thế? Chính là cho dù có đón sinh nhật như thế nào thì cũng đều là một vở kịch, tự mình lừa mình. Khóc cười đều là tự bản thân mình. Cảm động cũng chỉ có bản thân. Như kiểu mỗi lần thêm một tuổi mới đều phải làm tổng kết một lần. Mà tôi không muốn làm nữa. Nhưng mà trong một năm chỉ có một ngày như thế này, tất cả đều vây quanh cô. Cả thế giới đều xoay quanh anh. Thì rất mệt đấy. Hoặc là nói cách sống của mỗi người không giống nhau. Việc tôi hoàn toàn tập trung vào chỉ có là sinh sống một mình. Nguyên tắc làm việc của tôi là không gây phiền phức cho người khác. Việc đón sinh nhật như thế này tôi cảm thấy không cần thiết. Thật ra tôi lại nghĩ thế này. Sinh nhật chỉ là trong một ngày cố định như thế này, nhắc nhở bản thân đã trưởng thành hơn một tuổi. Là trưởng thành, chứ không phải là già đi. Mà trưởng thành phần lớn là chấp nhận. Chấp nhận sự thay đổi của mọi việc. Chấp nhận cô đơn, trắc trở. Chấp nhận cảm giác bất lực bất ngờ ập đến. Chấp nhận sự tầm thường. Chấp nhận khuyết điểm của bản thân. Sau đó thì đi sửa đổi nó bằng cả tấm lòng. Tìm một điểm cân bằng. Sau đó thì làm cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Còn có, tôi trước đây cũng là một người rất có nguyên tắc. Nhưng sau đó tôi phát hiện, lúc nguyên tắc gặp phải rung động thì sẽ đều bị phá vỡ, không có ngoại lệ. Tôi nói nhỏ với anh một chuyện nha. Thật ra là tôi chê phiền phức. Lúc cô uống bia vào, quả nhiên là sẽ thay đổi. Cũng rất dễ thương. Lần đầu tiên có người nói tôi dễ thương.
Dễ thương mà tôi nói không phải là tỏ vẻ dễ thương, cong môi, làm tay chữ V, cũng không phải mặc chiếc váy nhiều tầng màu hồng, mà là chân thật, không ép buộc bản thân, sống tự do lại phóng khoáng. Nhưng mà cái gì? Con tim có tự do thế nào đi nữa, đều sẽ có lúc yếu đuối nhạy cảm. Hoặc là có một ngày cô sẽ cần tìm một bến đỗ đáng tin cậy. Vì vậy anh muốn nói là tôi phải chấp nhận trưởng thành. Thuận tiện chấp nhận cả anh luôn à. Thời gian truy đuổi. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể đến gần cô. Cô thật sự là một mục tiêu nhìn thấy nhưng mà không với tới được. Tôi không thể nhìn thấu, cũng không theo đuổi được, thì ngồi xuống bật khóc. Yêu em như yêu tính mạng mình của Vương Tiểu Ba. Âm nhạc không ngừng. Em nóng lòng muốn ôm anh vào lòng. Hãy nằm trong vòng tay của em, nằm bên cạnh nơi trái tim em đang đập. Anh tới làm gì? Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay không phải là sinh nhật của tôi. Lẽ nào tôi nhớ nhầm sao? Không phải anh cũng có rất nhiều thông cáo sao? Tôi cũng rất bận. Anh đừng lãng phí thời gian ở chỗ của tôi nữa. Đi nhanh đi, không tiện. Ai thế? Không phải là lão vệ chứ? Không phải là tên nhà báo chuyên đeo bám. Đừng nói bừa, làm sao có thể chứ? Thật sự là có cánh nhà báo à? Cô đừng nghe cô ấy. Nữ minh tinh bị cánh nhà báo chụp trộm nhiều lần sẽ đều nghi thần nghi quỷ. Không phải tôi nghi thần nghi quỷ, mà là trên thế gian này có quá nhiều yêu ma quỷ quái. Vậy cô không sao chứ? Anh Kỳ à, cô biết vì sao tôi không có bạn bè không? Vệ Lai thật là đáng thương, còn trẻ như vậy mà bên cạnh không có lấy một người có thể tin tưởng được. Làm việc gì cũng phải cẩn thận từng tí một. Những nghệ sĩ bước vào nghề từ lúc còn nhỏ như họ đều như thế hết. Cái thế giới này của các anh quá phức tạp. Có nhiều người muốn công kích cô ấy như thế, muốn lợi dụng cô ấy. Nhưng mà hình như cô ấy rất tin tưởng anh đó. Đó là đương nhiên rồi. Những cái mà bọn họ để ý tôi không để ý tới. Mà tôi đích thực là một người đàn ông chân thành, lương thiện và đáng để tin tưởng. Làm gì thế? Hướng Đông Nam, anh đã tán tỉnh rồi thì nhất định phải chịu trách nhiệm tới cùng. Như thế mới được coi là người đàn ông chân chính. Cô có ý gì thế? Tôi muốn nói với anh, tình cảm rất thiêng liêng, không phải trò chơi. Đừng lấy danh nghĩa anh em để đi tán tỉnh con gái nhà người ta. Vệ Lai là cô gái tốt, bây giờ cô ấy là bạn tốt của tôi. Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy thì tôi tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn đâu. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhưng mà không phải tôi tán tỉnh cô ấy lúc nào chứ. Cô đừng nói không thành có. Alo cô Tú. Ngại quá, muộn như thế này rồi còn gọi cho anh. Tôi muốn hỏi một chút. Chị tôi uống bia xong không có chuyện gì chứ? Đi đến đó phải mất bao nhiêu tiền? Cô Tú à, tôi không cần học cái này. Từ trước tới nay tôi mua đồ không bao giờ hỏi giá. Cô có thể nói tiếng Anh không? Tôi có tiền, tôi không quan tâm. Rất tốt, tiếp theo. Tên họ của bạn đánh vần như thế nào? Cô Tô à, có phải tiết học này cũng ổn rồi không? Đây là mới vừa bắt đầu. Ăn một bữa cũng không thể béo được mà. Cô Tô,
cô cũng quá nghiêm túc rồi đó. Cô đừng làm nũng với tôi. Làm nũng cũng không có tác dụng. Bỏ ra. Đọc. Bạn thế nào? Họ của bạn. Từ đánh vần đâu? Bị cô ăn rồi hả? Đánh vần. Ghép vào. Tên họ đánh vần thế nào? Thế còn chữ của bạn đâu? Tôi ăn rồi.